Xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay ngẫu hứng chiều mát thì lại quay một cái video cho anh em xem, hướng dẫn anh em cách cắt tỉa cây mai vạn phúc. Đây, nhà tôi có cây mai vạn phúc thì nó tồn đây, mấy tháng mà chưa cắt tỉa. Thì hôm nay ngẫu hứng thì cắt tỉa để quay hướng dẫn cho anh em để cho nó ra nhiều hoa và nó đỡ tồn hơn. Đấy, ngày hôm nay thì tôi có mời đến đây trường quay một chuyên gia về cây cảnh bonsai, đó là anh Hoàng Anh, giáo sư sử học cây bonsai Việt Nam, số 1 Việt Nam. Xin chào anh. Anh chào mọi người cả. Đấy, hôm nay có chuyên gia đến đây để chơi và gọi là gì nhỉ, xem cái quá trình tôi cắt tỉa xem có chuẩn không. Đấy, camera quay gần vào đây cho mọi người xem cái cây mai vạn phúc của tôi. Đấy, đây là cây mai vạn phúc của nhà tôi nhá. Tôi cũng đã quay vài video cho mọi người xem rồi. Đấy, cứ vài tháng là phải cắt tỉa lần, không là nó tồn lên mọi người nhé. Đấy, bên cạnh này là cây nhất chi mai đây. Muốn nó nhiều hoa thì mọi người phải cắt tỉa nhá. Bây giờ thì tôi bắt đầu cắt tỉa cây này nha, mọi người cùng theo dõi nhé. Tròn đẹp mọi người nhé, phù hợp với cả cái khuôn viên của gia đình mình, của cái vị trí trồng này. Đấy, mọi người có cái cây này ở nhà thì nhớ là định kỳ là vài tháng phải tỉa một lần nhé, không là nó sẽ tồn đấy. Cây cối thì cây gì cũng phải tỉa mà. Cảm ơn anh rất nhiều, chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá. Xin chào mọi người.
Nếu anh em nào mà có câu hỏi gì hay là cần tư vấn hay là kinh nghiệm gì hướng dẫn thì mọi người cứ để lại comment nhé. Tôi sẽ giải đáp và hướng dẫn mọi người. Đấy, mọi người đừng ngại nhá. Nếu thấy video hay hữu ích hãy tặng tôi một follow. Đấy, nửa tháng nữa tôi sẽ quay lại cái cây này cho mọi người xem nhé. Nó sẽ lại rực rỡ một bộ lá mới.